Mời trợ lý khoa học hỗ trợ giám khảo điền vào các đề thi ngẫu nhiên giúp thí sinh hoàn thành bài thi này. Khi mà tin ra đề á, cái màu sắc gói mì á, mình nhìn cái gói mì to, cái màu nó cụ thể, nhưng mà khi in ra nó còn nhỏ xíu, đặc biệt là cái màu cam và màu hồng đỏ nó khá là giống nhau, chỉ cần trong cái điều kiện ánh sáng khác biệt một tí xíu là có thể nhầm lẫn liền. Cho nên là trong một số cái đề bài thì Tiên có sắp xếp hai cái gói mì đó sát nhau để thử xem là bạn ấy có thể phân biệt được không. Và Mastic chú ý đặt rất là nhiều đề bài mà có số 3, số 2, nó cứ lặp đi lặp lại ở hai cái vị trí đầu tiên để cố gắng thử gây rối loạn nhẹ cho bạn. Nếu mà so với cả các cái tiết mục khác thì ở đây thì cái điều tạo ấn tượng và tạo độ khó là các số liệu mà cần phải ghi nhớ nó nhiều hơn rất là nhiều. Để một người có thể nhớ được cái khối lượng thông tin này thì khả năng tưởng tượng phải cực kỳ siêu cường. Mì ba miền tôm tiêu cày bảy nhu cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Và thời gian ghi nhớ bắt đầu. Tất cả 6 cái dữ kiện ấy, nó phải tưởng tượng ra cái gì thì gắn được cả 6 cái dữ kiện ấy vào. Trong một cái khoảng thời gian ngắn làm thế nào mà có thể là chinh phục được? Tôi chờ đợi cái màn chinh phục này của Võ Thanh Liêm. Trong quá trình ghi nhớ thì mình đã sử dụng một số phương pháp trong lập trình để ứng dụng vào việc ghi nhớ. Mình sẽ tạo ra 100 thư mục, sau đó đánh số thứ tự từ 1 đến 100. Trong mỗi thư mục, mình sẽ liên kết những cái thông tin cần ghi nhớ thành những bộ phim khác nhau. Trong các chuyện hàng thì chuyện hàng thứ 15 là một trong những cái chuyện hàng gây khó khăn nhất cho mình. Bởi vì dữ liệu ở đó trùng lặp rất là nhiều. Đối với những thông tin trùng lặp thì mình sẽ tạo ra những cái cảm xúc khác nhau cho những câu chuyện mà mình liên kết. Từ những cái cảm xúc đó thì mình có thể phân biệt được những cái dữ liệu nó nằm ở những chuyện hàng khác nhau. Phải ghi nhớ một khối lượng thông tin khổng lồ với hơn 2.300 dữ liệu là một thách thức không hề nhỏ đối với Thanh Liêm ngay lúc này. Bởi vì cái tính phức tạp của mỗi tiết mục cho nên là ban tổ chức tốn rất là nhiều thời gian trong việc setup cho mỗi phần thi, và có những phần thi setup rất là lâu nhưng mà thi rất nhanh. Còn riêng đối với phần thi của Thanh Liêm là vừa setup lâu mà vừa thi cũng lâu luôn. Bạn đã hoàn thành phần ghi nhớ. Xin tổ khoa học nhận lại những thông tin từ bàn của bạn. Thưa quý vị, ba vị giám khảo sẽ chọn bất kỳ ba cái đề thi nào và bạn sẽ phải điền đầy đủ thông tin cho cái số thứ tự đề thi mà quý vị đưa ra. Xin mời Tóc Tiên, Ramastic và Anh Sâm. Thử thách này có quá nhiều thông tin cần phải ghi nhớ đồng thời. Liệu ban giám khảo có đánh đố tuyển thủ trong việc ra đề lần này?
Thưa quý vị, chúng tôi đã có 3 đề. Đề đầu tiên đến từ Tóc Tiên, đó là số thứ tự 30. Tiếp theo đề 80. Và đề cuối cùng là đề 67. Mời bạn. Tiên chọn ở đề số 30 là bởi vì đó là cái màu sắc của gói mì, màu hồng đỏ và màu cam. Khi bạn nhìn ở cái gói mì thực tế, cái màu nó rất là rõ rệt. Nhưng mà khi nhìn vào cái tem á, cái màu nó rất là giống nhau. Và đặc biệt là trường quay ánh sáng vàng trắng lẫn lộn như vậy, nó rất là dễ bị nhầm màu. Thì Tiên cũng muốn thử xem là cái điều đó nó có gây khó dễ cho bạn ấy không. Trong quá trình ghi nhớ đề số 30, mình có một cái nhầm lẫn, đó là mình nhìn nhầm màu đỏ và màu cam. Bây giờ là trên ánh đèn sân khấu á, thì tác động đến cái việc quan sát của mình. Mình kết hợp hai phương pháp, một là hình ảnh hóa, hai là phương pháp logic. Thì khi mà phương pháp hình ảnh hóa nó bị mờ đi thì mình sẽ sử dụng một phương pháp logic để có thể truy xuất lại được. Cái cách thức bạn ấy giải đề rất là điềm tĩnh, không phải là giống như là bạn ấy đang trả bài nữa, giống như là bạn ấy là người ra đề luôn. Thanh Liêm đang cố gắng truy xuất thông tin sau khoảng thời gian dài để ghi nhớ. Hy vọng bằng sự điềm tĩnh trên gương mặt, Thanh Liêm sẽ không mắc phải sai lầm nào trong thử thách lần này. Dramastic đã đưa ra những cái con số mà rất dễ nhầm lẫn ở trong những cái thùng mì mà số lượng gói mì nó chỉ rất là ít thôi. Thì anh ấy phân chia ra cứ 2, 2, 3, 3 nó cứ trùng lặp với nhau để có thể dễ dàng tạo nên một cái sự lẫn lộn. Thưa quý vị, và bạn đã hoàn thành đề thi thứ 3. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra tất cả các kết quả thông qua việc là tôi sẽ đọc đề lên và bạn sẽ nói to ra những thông tin mà có trong cái đề này. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trên màn hình trực tiếp quý vị nhé. Chỉ cần một sai sót vô cùng bé thôi là tất cả mọi kết quả coi như trở thành công cốc. Chính vì thế nên là đặt rất là nhiều niềm tin vào Thanh Liêm và hy vọng là bạn có thể vượt qua thử thách này một cách dễ dàng. Đề 1 là đề 30. Mời bạn cho tôi biết khu vực. Khu vực miền Nam. Số mì gói. Số mì gói là 77. Số phiếu xuất kho 658415. Trong đó có bao nhiêu gói? Có 15 gói mì tôm chua cay Việt, 24 mì chua cay Thái, 17 mì bò hầm rau thơm. Hầm mốt mì tôm chua cay đặc biệt. Mì ba miền mời ngay bạn này về giữ kho. Không chạy một gói. Đề 2. Đề 80. Khu vực. Khu vực miền Nam. Số gói mì. Vấn đề của cái đề này đó chính là cái số lượng gói mì trong cái đề này rất là lớn. Số lượng của mỗi loại thì nó cũng rất là nhiều. Bởi vậy mình phải xử lý thật cẩn thận, tránh được những sai sót xảy ra. Số gói mì là 87. Số phiếu xuất kho. Số phiếu xuất kho là 686542. Trong đó có bao nhiêu gói mì theo các loại? Nên là có 17 mì bò hầm rau thơm, 18 mì tôm chua cay đặc biệt, 27 mì tôm chua cay Việt,
25 mì lẩu gà chua cay. Hoàn toàn chính xác. Phần thi đánh giá khó như thế này, nhưng mà khi mà Thanh Liêm đọc kết quả rất là rõ ràng, bộc lộ được cái con người tự tin của mình ra khi mà đọc kết quả. Và bạn đã chứng minh rõ ràng nhất bạn làm được. Và đề thứ 3, đề 67, khu vực nên là khu vực miền Trung. Tổng số gói mì, tổng số gói mì là 13. Số phiếu xuất kho, số phiếu xuất kho là 4. Có rất nhiều dữ liệu trùng lập, nó chỉ khác nhau về màu sắc. Bởi vậy đây là một trong những cái đề mà mình cho là khó nhất, truy xuất tốn thời gian nhất. 3, 8, 6, 7, 8, 4. Số lượng mì là 2 mì chua cay Thái, 3 mì tôm chua cay đặc biệt, 3 mì lẩu gà chua cay, 5 mì bò hầm rau thơm. Thử thách thành công. Thưa quý vị, Thanh Liêm. Thời thế tạo anh hùng, có lẽ là đúng trong trường hợp này. Chính trong những cái điều kiện khó khăn và gian nan nhất thì mới chứng tỏ được thực lực và bản lĩnh của những chiến binh siêu trí tuệ Việt Nam. Tổng thời lượng mà bạn sử dụng cho việc ghi nhớ là 1 tiếng 35 phút để nhớ 2.300 dữ liệu. Xin Tóc Tiên cho biết cảm xúc của em ngay lúc này. Wow, ngay giây phút này đây, Tiên không biết nói gì hơn ngoài một cái lời cảm ơn. Cảm ơn Thanh Liêm đã hoàn thành xuất sắc phần thi vừa rồi. Để chúc không mừng bỏ bạn. Cái công mình chờ đợi. Đúng rồi, không bỏ công tí nào luôn, xứng đáng quá. Quý vị không thể nào biết được ở trường quay bao nhiêu ánh mắt khán giả đang dùng tâm xẻ răng để chống đỡ. Hãy nhìn vào bốn khuôn mặt tỉnh táo của những vị giám khảo đi. Thi gì mà làm cho người ta cảm thấy nể phục quá vậy? Anh Sâm, mặc dù ở vẻ ngoài rất là hiền lành, có vẻ như bẽn lẽn, nhưng thực tế bạn có một nội lực rất là lớn. Và bây giờ tất cả những gì mà bạn vừa trải qua phần thi thì thấy một bạn hoàn toàn khác so với khi mới bước đầu vào. Trấn Thành có cảm giác như vậy không? Khi mà bạn ấy thi xong rất là dứt khoát, bạn ấy giải quyết mọi thứ. Tôi không đến gần nhưng đứng ở đây nhìn thì tôi thấy rằng bạn ấy là một con người rất là quyết đoán. Và chúc mừng cháu, cháu là một thanh niên tuyệt vời. Dramatic. Sau màn thể hiện vừa rồi của bạn thì em sẽ về khoe với cả nhà là ngày hôm nay Dramatic vinh dự được biểu diễn văn nghệ cho một thiên tài. Trong quá trình ra đề bài ấy, thì em cũng có cố ý có một chút thử để gây loạn cho bạn, nhưng mà thật sự là những điều đó nó trở nên vô nghĩa, bởi vì bạn thực sự giải quyết vấn đề nó một cách đơn giản như trở bàn tay. Rất thán phục bạn và ngưỡng mộ bạn nữa. Mời anh Nam. Có lẽ là hôm nay cái tiết mục này cũng đã phá vỡ một số những cái kỷ lục khác cũng đã được thành lập bởi các cái chiến binh siêu trí tuệ. Tổng cái thời gian là có 1 tiếng 35 phút, giống như là MC Trấn Thành cũng đã nói. Đây cũng là một cái khoảng thời gian mà đã được phá vỡ so với cả một số những cái tiết mục khác đã được ghi nhớ. Võ Thanh Liêm rất là xứng đáng để có thể thách đấu với những chiến binh khác có những cái thành tích ấn tượng ở trong siêu trí tuệ. Em có muốn nói gì không chàng trai trẻ? Thật sự em bây giờ thì cảm thấy rất đói. Cần tô mì chứ. Em nghĩ là cũng được, tại vì hôm nay là em cảm thấy rất vui vì đã thành công được tiết mục này. Vui quá thôi mình nhịn đi. Ừ. Vậy đi. Thưa quý vị, nói gì nói, mình phải nói đến cái điều là đừng xem mặt mà bắt hình dong. Ra ngoài đường quý vị nhìn một cái người thanh niên nhỏ nhắn như thế này, nói chuyện lâu lâu hơi nhút nhát một chút xíu, chúng ta nghĩ rằng anh ta nhẹ nhàng quá, phải không? Thưa quý vị,
Ngay từ đầu tôi nhìn thấy cái cách bạn ấy chia sẻ, tôi biết là trong cuộc sống trước đây có thể một số người có thể sẽ ức hiếp bạn ấy, hoặc là bạn ấy đã chứng kiến nhiều cái điều nó hơi không có hợp lý lắm trong cuộc sống, cho nên nó hình thành cái tính cách sống nội tâm và nhút nhát như vậy, đúng không? Đúng rồi. Đúng. Và chính vì những cái điều đó nó thúc đẩy cho con người có một cái quyết tâm là không cho phép người ta coi thường mình, cho nên bạn ấy tìm đến với công việc này. Và ngày hôm nay bạn ấy một lần nữa chứng minh cho quý vị thấy là tất cả những điều phi thường hoàn toàn có thể đến từ những người bình thường, hoặc thậm chí là tầm thường trong mắt một số người. Vì vậy cho nên khi chúng ta muốn trở thành một cái gì đó phi thường đều có thể luyện tập nếu chúng ta có ý chí, quyết tâm và đúng phương pháp. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, Thanh Liêm đã minh chứng điều đó hoàn toàn đúng. Những sự phi thường có thể được luyện tập. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với số điểm mà giám khảo khoa học dành cho bạn. Xin mời. Điểm tương đương với 8 điểm. Về số điểm 8 của giám khảo Trần Thành Nam thì mình nghĩ đó là một số điểm hợp lý, bởi vì thời gian ghi nhớ của mình là 1:35. Mình nghĩ đó là một thời gian hơi dài so với kỳ vọng của mình, bởi vì trước áp lực sân khấu thì mình đã ghi nhớ chậm hơn tốc độ bình thường. 2 điểm còn lại anh nghĩ là em sẽ để dành để làm động lực tiếp theo cho hành trình tiếp theo, đúng không nào? Đúng rồi. Em còn giữ ý định thách đấu với Mai Tường Vân chứ? Em biết là trước khi đến vòng cuối cùng thì sẽ còn một vòng trước đó nữa. Và em biết có những đối thủ rất là mạnh, có thể là sẽ thi đấu cùng em. Em chỉ biết là sẽ cố gắng hết sức. Em thích đấu với Mai Tường Vân không? Em nghĩ là nếu có cơ hội thì đó sẽ là một trận đấu rất đẹp đâu. Trận đấu lịch sử chứ. Lần đầu tiên có khái niệm trận đấu đẹp đôi. Trận đấu đẹp đôi là trận đấu gì? Đây là trận đấu thả thính nha. Tôi nghe cái điều này tôi hơi nổi da gà một chút. Nó có liên quan đến sự yêu mến của những đối thủ dành cho nhau. Thưa quý vị, không biết trận đấu đó có đẹp đôi hay không, tôi phải hỏi thử coi Mai Tường Vân có muốn đấu với bạn hay không cái đã. Thưa quý vị, trước tiên là dành cho bạn một suất vào vòng trong. Và Ramastic xin được trao cho bạn chiếc cúp danh dự để chúc mừng bạn trở thành thành viên tiếp theo của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Mừng em nhé. Và chắc chắn bạn sẽ phải đấu với một đối thủ thật mạnh nếu như bạn chứng minh được bạn đủ tầm với họ. Và hãy tiến về đỉnh vinh quang, nơi bạn sẽ tiếp tục chinh phục một đỉnh vinh quang mới. Xin mời. Thưa quý vị, thành viên mới của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam đến từ thành phố Cái Bè. Hay quá. Yeah. Ok, ok. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 chỉ có trên HTV2 V Channel lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Đón xem Bé Vui Bùng Vĩ lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 V Channel. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 20 giờ từ ngày 21 tháng 11. Chu Beauty vẻ đẹp đích thực phát sóng độc quyền trên Vion 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.